Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại quận Công Tây An, thành phố Jibin, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc vào lúc 3 giờ 56 phút ngày thứ Năm tuần trước, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Công Tây An, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Độ sâu tiêu cự là 8 km, tâm chấn ở 28,4 độ Vĩ Bắc và 104,83 độ Kinh Đông. Các làng trong phạm vi 5 km xung quanh trận động đất bao gồm Quý Hóa Bình, Miên Miên Khanh, Quý Tương Bình, Làng Tiểu Khê, Làng Ngọc Trì, Hưng Long Loan, Trúc Gia Thôn, Tuyết Đường Vạn, Lao Đồng Vũ, Thị trấn Tây Sương, Thị trấn Địa Đông, Thị trấn Thông La, Thị trấn Hoa Đàm, Thị trấn Sa Hê, Thị trấn Chu Hải, tâm chấn cách quận Gông 13 km, quận Tràng Ninh 22 km, quận Gao 31 km, quận Tinh Văn 41 km, quận Quân Liên 41 km. Thành phố Jibin 43 km và cách thành phố Trùng Khánh 212 km. Độ cao trung bình trong phạm vi 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 548 m. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 300 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn trong 5 năm qua. Tâm chấn cách đó 102 km và trận động đất 6,0 độ xảy ra ở huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn 10 km. Vào lúc 10 giờ 17 phút ngày thứ Bảy, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter khác cũng đã xảy ra tại quận Công Tiến, thành phố Jibin, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi nhận được báo cáo, Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy Ban lãnh đạo Cục Quản lý Khẩn cấp và Trịnh Quốc Quang, Thứ trưởng đã ngay lập tức đến trung tâm chỉ huy của Bộ để thực hiện kết nối video với Cục Quản lý Động đất Trung Quốc. Trận động đất tỉnh Tứ Xuyên, Cục Quản lý Khẩn cấp và Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ để thảo luận, phán đoán tình huống động đất và hướng dẫn điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy thực hiện cứu nạn khẩn cấp. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia đến tâm chấn để phân tích và phán đoán tình hình trận động đất. Người phụ trách phòng cứu trợ thiên tai và an ninh vật chất của Cục Quản lý Khẩn cấp, người đang điều tra khu vực động đất, đã vội vã đến tâm chấn để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác khẩn cấp. Sau trận động đất, 15 xe cứu hỏa và 91 lính cứu hỏa từ đội cứu hỏa Jibin đã nhanh chóng đến khu vực thiên tai để tiến hành điều tra và tìm kiếm cứu nạn từ làng đến hộ gia đình. 16 lính cứu hỏa từ đội cứu hỏa Công Tây An ngay lập tức tiến hành điều tra và xác minh tình hình thiên tai tại tâm chấn. Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn ở các khu vực xung quanh đã tập kết và sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Đồng thời, các thành viên của đội cứu hộ Mỏ Quốc gia Phù Dung và đội cứu hộ Mỏ An Thuận ở huyện Công Tiên cũng đang điều tra hiện tượng nứt và sập nhà tại tâm chấn. Tân Hóa xã Thành Đô cũng đưa tin, vào lúc 22 giờ 29 phút ngày thứ Sáu, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở quận Gông, Tứ Xuyên. Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, theo phân tích, các chuyên gia tin rằng trận động đất 5,4 độ ở Công Tây An là một dư chấn dao động bình thường của trận động đất 6,0 độ ở Trường Ninh. Đánh giá từ hoạt động dư chấn hiện tại, chuỗi trận động đất này thể hiện trạng thái suy giảm thăng trầm bình thường. Đồng thời, Dư Phương, giám đốc kiêm nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Dự đoán Động đất Tứ Xuyên đã giải thích một số vấn đề nóng hổi của trận động đất. Vậy tại sao một trận động đất mạnh vừa phải lại xảy ra ở Đông Nam Tứ Xuyên? Dư Phương tin rằng trận động đất cường độ 6,0 ở Trường Ninh xảy ra trong thời kỳ hoạt động của trận động đất Tứ Xuyên. Theo các báo cáo, hoạt động địa chấn ở Tứ Xuyên có mô hình hoạt động yên lặng, phản ứng định kỳ về mặt thời gian vào những năm trước đây. Đây là thời kỳ hoạt động tích cực của động đất, trong đó có một trận động đất ở Lục Hỏa Mạnh 7,6 độ Richter, hai trận động đất 7,2 độ Richter ở Song Bình và trận động đất 6,7 độ ở Diên Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Trong hơn 50 năm qua, sau các trận động đất có cường độ trên 7,0 độ Richter, sau trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008, hoạt động động đất ở Tứ Xuyên tương đối thường xuyên và mạnh trở lại, như trận động đất Tư Sơn mạnh 7,0, trận động đất Khang Định mạnh 6,3 và trận động đất Cửu Trại Câu mạnh 7,0.
Do đó, Dư Phương giới thiệu rằng hoạt động địa chấn ở Đông Nam Tứ Xuyên về cơ bản đồng bộ với hoạt động động đất mạnh trên toàn tỉnh. Kể từ sau trận động đất ở Vân Xuyên, ở Đông Nam Tứ Xuyên đã xảy ra nhiều trận động đất từ 4 đến 5 độ Richter. Trận động đất Trường Ninh mạnh 6,0 độ Richter vào ngày 17 tháng 5 cũng xảy ra trong thời gian hoạt động của trận động đất Tứ Xuyên. Dư Phương tin rằng trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh phân bố ở rìa của khối Nam Trung Quốc tương đối ổn định, thuộc khu vực hoạt động địa chấn vừa phải trong lịch sử. Kể từ năm 2020, hai trận động đất từ 6 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 100 km tính từ tâm chấn. Đó là trận động đất 6,8 độ Richter ở Đại Quan, tỉnh Vân Nam và trận động đất 7,1 độ Richter ở Đại Quan Bắc, tỉnh Vân Nam. Trận động đất 7,1 độ Richter ở Quảng Bắc là trận động đất mạnh nhất từ 6 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 80 km tính từ tâm chấn. 5 trận động đất có cường độ 6,0 đến 6,9 độ Richter xảy ra trong phạm vi từ 100 đến 200 km tính từ tâm chấn. Tất cả đều thuộc chuỗi trận động đất mạnh 6 độ Richter. Mã Biên năm 1935-1936. Các trận động đất mạnh từ 6 đến 7 độ Richter nêu trên đều xảy ra tại đới địa chấn Mã Biên Đại Quan ở ranh giới phía đông của khối Tứ Xuyên Vân Nam, thuộc đới ranh giới của khối Thanh Hải Tây Tạng có vị trí cấu tạo khác với trận động đất mạnh 6,0 độ Richter này. Không có trận động đất nào từ 6 độ trở lên xảy ra trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn, và trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh là trận động đất lớn nhất trong khu vực. Các trận động đất 6,0, 5,1, 5,3 và 5,4 độ Richter từ góc độ cấu trúc quy mô lớn đều được phân bố ở rìa của khối phía Nam Trung Quốc tương đối ổn định. Từ góc độ cấu trúc quy mô nhỏ, chúng đều thuộc là khối Bạch Hương Yển. Các nếp lồi thập tử đàn Trường Ninh và các đứt gãy thứ cấp liên quan của chúng thuộc khu vực hoạt động địa chấn trung bình trong lịch sử. Tại sao có nhiều dư chấn của trận động đất 6,0 độ Richter? Theo thống kê của Cục Địa chấn Tứ Xuyên, dư chấn của trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh tương đối nhiều. Tính đến 13 giờ ngày thứ Ba đã ghi nhận tổng cộng 44 dư chấn từ 3,0 độ Richter trở lên. Trong đó có 3 trận động đất 5,0 độ Richter đến 5,9 và 4 trận động đất có cường độ 4,0 đến 4,9, trong đó có 37 trận động đất có cường độ từ 3,0 đến 3,9. Đỗ Phương cho rằng tâm chấn của trận động đất Trường Ninh 6,0 nằm ở thị trấn Sông Hà, huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, Đông Nam Tứ Xuyên. Khu vực này có nhiều đứt gãy thứ cấp quy mô nhỏ. Không có đứt gãy hoạt động quy mô lớn cấp khu vực trên bề mặt trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn. Các dư chấn liên tục của trận động đất có cường độ lớn liên quan đến sự phân bố phức tạp của nhiều hoạt động đứt gãy thứ cấp quy mô nhỏ gần khu vực động đất. So với trận động đất 5,7 độ Richter ở Tinh Văn Tứ Xuyên vào năm 2018 và trận động đất 5,3 độ Richter ở Công Tây An vào năm 2019, các trận động đất Trường Ninh 6,0 độ, Công Tây An 5,1 độ, Trường Ninh 5,3 độ và 5,4 độ Richter là các trận động đất thuộc khu vực phức tạp hơn một chút. Do đó, dư chấn của trận động đất Trường Ninh mạnh 6,0 độ Richter nhiều hơn với dư chấn của trận động đất Tinh Văn mạnh 5,7 độ. Kính thưa quý vị, một trận lốc xoáy kèm mưa đá xuất hiện ở Liêu Ninh làm cho 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương, nhưng những người bị thương gần như bị thổi bay. Hôm vừa qua, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh vào chiều ngày 23 kèm theo mưa đá to bằng trứng chim bồ câu, gần một nửa thành phố bị ảnh hưởng. Hiện tại đã có 6 người chết, ít nhất 190 người bị thương, 744 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 3.591 tòa nhà bị ảnh hưởng và hơn 9.900 người bị ảnh hưởng. Một cặp vợ chồng nói rằng mọi thứ trong nhà đều bị hỏng và họ gần như bị thổi bay. Theo The Paper, một cặp vợ chồng già bị thương do lốc xoáy cho biết họ vừa ăn tối xong thì nhìn thấy lốc xoáy từ xa nên vội đóng cửa sổ lại. Nhưng vừa dứt lời thì lốc xoáy ngày càng đến gần. Ngay khi gió thổi qua, tôi không thể kiểm soát cơ thể mình và chúi về phía trước. May mắn thay, vợ tôi không bị thổi bay vì bám vào cửa tủ. Thật sự là tình huống sinh tử. Lão phụ nhân lại nói, lốc xoáy bên trong tựa như có tia lửa, cảm giác giống như điện hỏa. Hai người ở một khu dân cư là một tòa nhà mới, nhưng không chỉ là các bức tường bên ngoài bị hư hại, các cửa sổ và cửa ra vào đã biến mất, tất cả đều bị hư hỏng, thậm chí cả tủ lạnh cũng bị thổi bay.
bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy, nhiều tấm ván, vải vóc bị gió mạnh thổi tung lên không trung, thậm chí có ô tô còn bị rơi xuống đất sau khi cơn lốc xoáy đi qua, một số mái nhà bị gió mạnh lật tung. Theo các bản tin của CCTV, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị một cơn lốc xoáy bất ngờ tấn công vào lúc 5 giờ 15 phút chiều ngày 23 và tốc độ gió gần đó lên tới 23 m trên giây, tương đương cấp 9. Cơn lốc xoáy hình thành từ thị trấn Kim Câu Tử đi qua phố Hình Khai, khu phát triển kinh tế Khai Nguyên và tiếp tục di chuyển về phía nam trong 15 phút trước khi suy yếu thành áp thấp. Công ty cung cấp điện Thiết Lĩnh đã thành lập 12 đội sửa chữa khẩn cấp. Dự kiến hôm nay toàn bộ hoạt động tiêu thụ điện dân dụng sẽ trở lại bình thường và tiêu thụ điện kinh doanh sẽ tiếp tục sửa chữa trong 3 ngày. Một bệnh viện địa phương cũng cho biết hiện đã mở một luồng xanh, chi phí điều trị cho bệnh nhân về cơ bản là miễn phí. Sau thảm họa, thành phố Khai Nguyên ngay lập tức đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp 2 và các đội cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát, vũ trang, an ninh công cộng, kiểm soát giao thông, y tế và các đội cứu hộ khác đã tham gia cứu hộ. Tỉnh Liêu Ninh khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 với thiên tai, phân bổ 500 giường cấp, 3.200 chăn bông, 1.600 áo khoác bông, 500 bộ đồng phục ngụy trang và các vật liệu khác để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các nạn nhân. Chính quyền thành phố Khai Nguyên đã thành lập trụ sở phòng chống thiên tai và thành lập 10 đội tìm kiếm cứu nạn tại chỗ, điều trị vết thương, kiểm tra thiên tai, sửa chữa điện và ổn định xã hội với tổng số hơn 800 người được điều động. Cơn lốc xoáy đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người ở Trung Quốc đại lục và nó cũng thu hút sự chú ý nhiều hơn đến từ cộng đồng mạng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!